Bạn có biết đây là quốc kỳ của nước nào không? Andorra nhé bạn ơi. Andorra có gì chơi? Thủ đô Andorra La Vella là điểm du lịch bận rộn nhất của quốc gia nhỏ bé này. Nhà thờ San Juan de Queso được coi là một trong những nhà thờ Romanesque đẹp nhất của đất nước. Winter Wonderland, Bainaut một trong những điểm đến thể thao mùa đông phổ biến nhất ở Pyrenees nữa nhé. Wow! Andorra có đặc sản gì? Escudella được coi là món ăn quốc gia của Andorra. Chiñớt là món ăn rất được yêu thích trong ẩm thực Andorra. Và crema Andorrana là món bánh trứng tráng miệng mà bạn nên thưởng thức nữa nhé. Andorra có gì độc lạ không? Muốn độc lạ thì bạn hãy khám phá những điều thú vị về đất nước xinh đẹp này nhé. Điều 1, Andorra là đồng công quốc duy nhất trên thế giới. Điều 2, Andorra không có ngân hàng quốc gia, nhà tù và chưa bao giờ có đồng tiền riêng. Điều 3, Andorra không thuộc EU, EFTA hay Eurozone. Điều 4, Andorra có nhiều khách du lịch tính theo đầu người nhất thế giới.